Hey, xin chào cả nhà, thì lại là mình đây. Thì rất vui được trở lại với kênh YouTube của mình. Thì kênh YouTube của mình là chuyên chế tạo những cái đồ chơi sản phẩm đến từ ốc vít và lon con tái như thế này. Thì rất mong được sự đón nhận của các bạn. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm nữa do chính tay mình làm. Thì làm một cái cậy để điện thoại các bạn, thì cũng rất là đơn giản nhưng mà nó cũng lẹp các bạn. Thì cái này làm hoàn toàn bằng cái nóc nha các bạn, nó không bị sắt nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm nữa như thế. Thì hình cái ghế để điện thoại bằng cái trái tim nha các bạn, nó hình trái tim nha các bạn, nhìn rất là đẹp nha các bạn. Cái này xài biết nào hơn các bạn, cái này làm bằng cái nóc hết nha, không có reset nha. Thì kênh của mình thì chuyên chế tạo những thế đó các bạn, thấy không? Để điện thoại rất là đẹp nha, để đứng nơi đứng luôn, để nằm được cũng được, cái này để nằm đó các bạn, để nhìn nằm rất là đẹp nha các bạn. Thì người ta làm bằng sắt, bằng cây đồ, còn mình thì làm bằng cái nóc, mình đánh bóng lên thì nó không bị sắt nha các bạn. Đó, để đứng để nằm là cũng rất là ok nha các bạn ơi. Đó, coi rất là ok. Thì do này chính tay mình làm, và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn từng chi tiết cho các bạn xem làm những cái ga từng chi tiết như thế này. Nói trước tiên thì mình chuẩn bị là bốn chi tiết như thế này đó, hai cái bát hai bên là hai cái chân và có miếng nhỏ dưới và cái miếng lưng ở sau. Thì mình sẽ hướng dẫn từng chi tiết và mong các bạn xem hết video của mình nha. Thì nếu ai yêu thích mình thì nhớ cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp Hải nha, để Hải có động lực ra những video tiếp theo các bạn xem nha, để làm ra nhiều video hơn nữa cho các bạn và cả nhà đón xem. Thì sau đây mình sẽ làm từng chi tiết, thì mong các bạn hãy theo dõi nha. Mình cũng rất là giỏi làm, thì trước tiên thì mình phải hàn lại giống nhau các bạn đó, mình kẹp là như đó, mình hàn. Cái này là bằng trái tim các bạn đó, mình rất là ok đó. Sau đây là từng chi tiết làm nha các bạn.